bây giờ chị em đang ngồi đếm tiền để coi bao nhiêu. Trời ơi, thật là không có vui hơn lần trước, tại vì lần trước quá cái tiền luôn. Lần này chắc hơi bị đụng đụ nha mọi người nha. Đây là món chơi mấy nghiến nè. Đây là em gái Lisa nha, rất là dễ thương luôn. Còn đây là Mi Candy, xem luôn. Chờ xíu, mấy nghiến ra thôi, đây chia tiền. Thôi chia liền đi. Không biết show đây được nhiều mọi người. Đâu. Cái gì có với tiền bạc đồng bạn. Đó, cuộc sống về đêm của những chị em chuyển giới thật sự là không phải là sung sướng như mọi người nghĩ đâu. Thật sự là đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm ra được những cái đồng tiền đó. Nói thì mong cũng chia đều, chúng có đưa thêm. Thì cũng chia đều, không có đưa thêm. Đây là Vedette Vũ Thu Phương nha mọi người nha, đầu chính đó nha, má mì nha. Thì nếu ai thương nhớ tụi em được muốn bóc xô hai chị em á thì cứ liên hệ với Facebook Nghĩa Đông nha, hoặc là bên Yumi cũng được. Facebook của Đông là Lâm Đông Đông nha mọi người nha. Thì mọi người ai mà xem được clip này, mong mọi người muốn bóc xô cả nhóm đi á thì mọi người inbox hoặc là để lại hoặc là gọi cho Yumi bỏ nhiên cũng được. Đứa lên nhảy được không? Sao vậy? Nói rồi.
Chưa bao giờ lại có cái em bé nó cứng người nha. Đừng có làm cái chuyện khó thôi, đừng có em ngồi chung cứ làm có em bé rồi trời. Thôi hồi nó để bên đây nè. Đi xô có được nhiều mà có cái em bé không chơi luôn hả? Chị em là bích lòng luôn. Để vô gì vậy? Mày có đi ăn gì vậy? Đi ra ngoài chạy đi tính. Hay đứa đi đâu vậy? Đi ăn gì vậy? Em đi ra ngoài chợ đảo xa. Thanh mà hồn hút kính. Cuộc đời mình mê hút kính rồi mà hơi buồn kìa. Qua đây chạy nè. Qua đây chạy đi chạy vui vẻ đi. Gái chạy nè, gái làm chơi của bên nhóm em chạy đi. Hey. Cái phía đỡ cái đâm da dễ ngủ. Còn em đẹp có nhìn hoài cũng phía giác đâu mọi người nha. Qua không ngủ được. Trời ơi.